Facebook Live. Cảm ơn mọi người. Đã sẽ ra một bài hát nữa. Một bài hát nữa. Một bài hát rất là rất rất nhiều. Ừ, rất nhiều. Một bài hát thật sự bài hát này là một bài hát rất là buồn. Một bài hát buồn. Rất buồn. Ừ. Buồn. Đúng. Khóc, cry các đúng. Kiểu. Thì bây giờ thì bây giờ em hỏi mọi người thì hát thì nó phải theo cảm xúc chứ bây giờ hát thì có phải là em thật sự là em hát không hay nhưng em hát thì đấy là cái thứ nhất là cái em thích hát. Cái gì? Em thích hát và thích được hát. Không đợi một tí. Fan họ nói, fan hỏi anh Đạt. Hiểu không? Thì bây giờ thì buồn thì phải hát bài hát buồn, thì lúc nào vui thì hát bài hát vui gì nhỉ? Đúng không? Đúng không? Không. Không. Thì không biết. Mình không biết à? Bài hát cái sắp tới của em là bài hát Anh Thầm Mong. Kể. Không biết à? Mọi người bấm tay màn hình nhé mọi người ơi. 4,1 triệu lượt thích rồi. Bấm tay màn hình nha mọi người. Thì bây giờ lúc em thu lúc đấy nó buồn thì bây giờ biết làm nào. Lúc đấy em thu là lúc đấy em buồn. Vì bây giờ em chả hát bài hát buồn. Thế lúc nào em vui thì em hát bài vui. Úi giời ơi. Chia tay đi á. Thế chia tay rồi. Chia tay được 4 tháng rồi đấy nhỉ. Đợi một tí. Không. Mệt thế à? Mệt đợi một tí. Thì con ta khi ạ. À, PK Quỳnh. Này. Dạ. Mày mời thêm một người nữa vào đây.
anh nghĩ mày này, dám chiến đấu không?